Hai các bạn, lại là mình Thanh đây. Thì các bạn cũng biết á, công việc của mình là sáng tạo nội dung và mình ngồi mình làm việc trên máy tính rất là nhiều. Trung bình á, mỗi ngày mình ngồi làm việc đó tầm khoảng cỡ 8 cho đến 10 tiếng ha. Thì dạo gần đây á, mình hay bị đau cái thắt lưng với lại là đau cái phần cổ của mình. Mình tìm hiểu á, thì thật sự là có rất là nhiều người bị tình trạng như mình. Đa phần là những người làm cái công việc văn phòng hay là làm về sáng tạo nội dung. Nói chung là ngồi làm việc nhiều á, trên máy tính thì sẽ bị tình trạng này. Và mình thấy có một cái giải pháp rất là hay, đó là sử dụng cái bàn nang hạ để thay đổi được cái vị trí giữa đứng và ngồi làm việc luân phiên với nhau, thì nó sẽ giảm thiểu được tình trạng là bị đau lưng nè hay là bị đau cái phần cổ. Và để giải quyết được cái chuyện này á, thì ngoài cái bàn nang hạ ra thì còn cái ghế công thái học nữa. Tuy nhiên nếu mà được lựa chọn một trong hai món á, thì mình quyết định là chọn cái bàn trước, tại vì mình đã có cái ghế văn phòng rồi. Khi mà ở cái tư thế ngồi á thì mình sẽ chịu khó chỉnh cái tư thế, khi mà mình nhìn thẳng và thẳng lưng thì nó sẽ giảm thiểu được cái tình trạng mà mình bị đau lưng, và kết hợp giữa đứng và ngồi nữa thì thật sự mình thấy nó rất là hiệu quả nha các bạn. Bữa giờ mình xài cái bàn này nó đó tầm khoảng cỡ hơn một tháng rồi các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Và trước mặt các bạn đây là một cái bàn nang hạ đến từ iCockpit có mã là 1460. Giá của cái bàn này thì nói ra các bạn sẽ hết hồn ha, giá của nó chỉ là hơn 3 triệu thôi. Thông thường thì mình tìm hiểu ha, bàn nang hạ thì giá nó đó tầm khoảng 6 7 triệu, thậm chí là 10 triệu. Tuy nhiên các bạn, thời điểm hiện tại ha, bàn nâng hạ cái mức giá của nó đã rất là thấp rồi, chỉ hơn 3 triệu thôi. Và các bạn có một cái mặt bàn dài kích thước á, là 1m4, và cái khổ của nó bề ngang là 60 cm, và mặt bàn của nó thì là dày 1.5 cm, và nó sử dụng cái mặt bàn là hai mảnh nha các bạn để ghép lại. Mình thích ở iCockpit á, là cái vi cách đóng gói của họ khi mà dẫn chị đến tay các bạn á, là một cái hộp cực kỳ là nhỏ, rất là nhỏ nha các bạn, rất là nhỏ trong tầm tay luôn. Và cái cách mà các bạn lắp ráp cái bàn lại cũng giống như là những cái chi tiết từ cái mũi khoan mà họ đã khoan sẵn ha, hay là những con ốc mà họ đã bắt sẵn vô trong cái bàn á, thì dường như các bạn bắt một cái là nó ăn ngay chứ nó không hề bị lệch ly nào. Mình rất là thích họ ở cái điểm này, cái độ chính xác khi mà họ hoàn thiện cái bàn rất là cao. Tiếp theo á, là ở cái trạng thái mà làm việc bàn đứng như vậy nè, các bạn sẽ thấy ha, mình dùng tay mình lơi thì nó sẽ hơi rung, là do mình lung lắc thôi. Nhưng mà khi mà các bạn ngồi, các bạn gõ phím mà các bạn lê chuột làm việc ha, thì các bạn mình gõ thì các bạn thấy đây, nó chỉ hơi lơi lơi nhẹ thôi chứ nó không hề bị rung nha các bạn. Khung của bàn á chỉ có một cái phần chân lên xuống thôi, nhưng mà cái khoảng rộng của nó dường như là bằng với là cái mặt bàn, nên nó tạo được cho cái mặt bàn này nó cực kỳ là chắc chắn nha các bạn. Và cái bàn á, thì cái trọng lượng của nó cũng cực kỳ là nặng. Mình xem thì cái phần khung, những cái phần mép của mặt bàn á, thì nó làm cực kỳ là dày dặn. Về động cơ đi, thì nó có thể là tùy chỉnh được ở mức thấp nhất á, là 72 cm, và nâng ở mức cao nhất được là 115 cm. Và cái động cơ này á, nó có cái tốc độ là khoảng 2,2 cm trên giây, và độ ồn của nó chỉ đạt ở mức là khoảng 40 decibel thôi. Về tải trọng của cái bàn này á, thì nó chịu được tải trọng tối đa là 80 kg. Thí dụ giống như là bạn có một cái phần màn hình đó tầm khoảng cỡ 10 kg, với lại là một cái khay PC ha, một cái thùng PC đi, đó tầm khoảng cỡ 15 hay là 20 kg nữa, hay thậm chí các bạn để hai màn hình hay là ba màn hình để nhiều vật dụng lên, thì cái bàn này nó tải cũng nổi nha các bạn, không vấn đề gì. Để mà test được cái thực tế mà nó tải như thế nào thì bây giờ mình sẽ ngồi thực tế lên cái bàn để cho bạn xem ha. Và mình sẽ cho các bạn xem là mình bao nhiêu ký luôn nha các bạn ha. Mình đó tầm khoảng cỡ bảy mấy gần 80 kg, đúng thực tế sát với lại là cái trọng lượng của bàn, thì mình sẽ test thử cho các bạn xem ha. Đây là cái độ cao thấp nhất của bàn 72 cm, thì bây giờ mình sẽ ngồi lên cho các bạn thấy là cái bàn này khi mà nâng hạ thì nó sẽ như thế nào ha. Mình hiện tại thì các bạn coi ký thì các bạn cũng biết rồi, đó đó tầm khoảng cỡ 80. Bây giờ mình sẽ bấm cái nút để cho nó tăng lên cái độ cao thường sực của nó là 100. Thì bạn thấy bàn nâng cực kỳ là mượt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tăng lên cái độ cao nhất của nó là 115. Các bạn thấy mình cao không? Cao tới không thấy cái đầu mình đâu. Bây giờ mình sẽ hạ xuống ha. Hạ xuống thì phải nói là nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Đó.
Cái là thoải mái nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống mức thấp nhất ha. Là 72. Các bạn thấy như thế nào? Về độ bền của cái động cơ này ha, thì nó sẽ có cái độ bền là phải 50.000 lần các bạn bật lên sử dụng. Thì nếu mà mỗi ngày các bạn bật năng hạ khoảng 60 phút á, thì các bạn có thể là sử dụng được lên đến 17 năm cho cái động cơ. Và để cho các bạn chắc ăn hơn á, thì cái động cơ này sẽ được hãng Ecobit họ bảo hành cho các bạn là 2 năm ha. Và cái phần chân bàn ha, cái cơ chế năng hạ thì họ sẽ bảo hành cho các bạn là 5 năm để các bạn yên tâm sử dụng. Về phần cụm phím điều khiển á, thì các bạn đã thấy ha, Ecobit họ đã làm lại cái phần cụm phím điều khiển này, nhìn nó rất là đẹp và chỉnh chu, nó rất là trực quan. Nó một cái hình mô tả là các bạn đang ở trạng thái là ngồi, và một cái hình mô tả là các bạn đang ở trạng thái là đứng, cũng giống như là một cái nút để các bạn tùy chỉnh là thời gian nhắc thay đổi giữa vị trí đứng và ngồi 30 phút, 45 và 60 phút. Mình thấy hay trên cái phiên bản lần này á, là nó không chỉ chớp chớp cái phần màn hình ở đây, và nó sử dụng cái cơ chế là kích điện cho cái phần động cơ. Nó sẽ kích điện cho cái phần động cơ làm rung rinh cái bàn ha. Cái bàn này nó sẽ bị lung lay để các bạn biết được à, đến cái thời gian mà các bạn cần phải thay đổi cái vị trí làm việc rồi, để các bạn biết hơn, trực quan hơn thay vì nó chớp 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 ở đây. Và các bạn sẽ có hai cái phần mũi tên để tăng hay là hạ cái phần vị trí của bàn mà các bạn nhắn giữ một tí ha. Nó là các bạn sẽ thấy nó được đúng với lại cái vị trí mà các bạn mong muốn. Cái điểm tiếp theo á, là các bạn có thể là thay đổi được cái phần chiều cao mà đã thiết lập sẵn ở trên cái phần bàn này. Ví dụ giống như là các bạn muốn là cái chiều cao nhất của nó là, thường thường chiều cao nó xét sẵn là 100, nhưng mà các bạn không muốn thì các bạn có thể là nhắn cho đến cái, các bạn nhắn ở đây cho nó đến cái mức bao nhiêu, cái mức tầm khoảng 7 mấy đi, 80 đi chẳng hạn, thì các bạn nhắn cái nút này khoảng 3 giây là nó sẽ ghi nhận được là cái chiều cao nó cao nhất ở mức 88. Đó, các bạn thấy ha. Bây giờ mình nhắn vô là nó ở 88 và nhắn thấp nhất là nó 80. Và cao nhất của nó là 88. Tương tự với lại là cái phần chế độ ngồi thì nó cũng như vậy. Khi mà bạn bấm vào cái nút phần reset thì cái bàn nó sẽ tự động nó reset lại ở cái chế độ là sức xưởng. Thì bắt đầu nó sẽ thay đổi theo cái chế độ mà nó được thiết lập sẵn ha. Thì lúc này cái bàn nó sẽ vẫn giữ là thấp nhất ở mức là 80 và cao nhất ở mức là 100 để các bạn có thể là xài. Còn các bạn nào muốn thiết lập lại tùy vào cái sở thích các bạn thì các bạn thiết lập nha, không có vấn đề gì hết. Về độ ồn của động cơ thì các bạn nghe thử nha. Các bạn thấy không? Cực kỳ im đúng không? Khi mà các bạn mua bàn á, thì bên trong hộp đã có sẵn cho các bạn một cái phần để ly ha. Các bạn có thể sử dụng nó để ly uống nước đây. Và nó có một cái phần để các bạn có thể là móc tai nghe vô như vậy. Đó, rất là tiện và gọn. Hai cái phần này á, thì các bạn có thể là lắp thay đổi giữa bên mặt cũng giống như là bên trái của các bạn. Ở dưới phần này thì nó có những cái phần lỗ để các bạn có thể là thay đổi vị trí. Mình sẽ cho các bạn xem những cái phần lỗ của nó ha. Ở dưới phần mặt bàn thì đã được phan sẵn những cái phần lỗ, các bạn thấy ha. Bên đây cũng vậy. Và ở đây thì cũng đã được phan được những cái phần lỗ ha, để các bạn có thể là dễ dàng bắt những cái phụ kiện đi kèm. Khi mà các bạn mua bàn á, thì đã được tặng kèm là một cái phần miếng lót chuột như vậy, một cái bát chuột có kích thước là 60x70, và cái bát chuột này cũng được chét cái phần ở phần mặt sau này, thì nó cũng tương ứng với lại cái vị trí ở phần mặt sau này của bàn ha. Để khi mà các bạn đẩy cái bàn vào trong sát tường á, thì các bạn sẽ giấu được cái phần dây. Và ở đây á, thì mặt bàn thì đã được phết sẵn hai cái phần lỗ ha các bạn, hai cái phần lỗ để các bạn có thể là đi dây xuống dưới cái phần mặt bàn cho nó dễ dàng. Ở bên bển một phần và ở đây một phần nha các bạn. Đó, nếu mà các bạn thích xài phần bát chuột á, thì bạn để lên cho nó đẹp. Và khi mà các bạn để lên á, thì cái mặt bàn này nè, nó sẽ liền lẹt luôn ha, nó sẽ nguyên khối luôn, các bạn sẽ không thấy cái phần lằn ghép nối này.
Còn nếu mà bạn không thích thì các bạn có thể là để ra ha. Còn nghiêng của mình sử dụng nó giống như là một cái phần bắt chuột ha, mình đặt cái phần màn hình lên. Rồi nếu mà mình ngồi mình làm việc với laptop hay là mình ngồi mình làm việc thực tế như lại là cái phần màn hình máy tính á, thì mình đặt cái phần bàn phím lên đây và cái con chuột ở đây mình ghê luôn, mình ngồi mình làm việc thì cũng rất là dễ dàng ha, thoải mái. Các bạn thấy hai cái phụ kiện gắn gời không? Đây là hai cái phần nối dài ra và kèm theo phần led LCD ha, hai cái pad để các bạn gắn. Và hai cái phần này á là phụ kiện mà nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể là mua thêm, giá của nó đâu đó tầm khoảng cỡ 200 mấy 300 một cặp gì đấy, rất là đẹp ha, gắn vô. Và các bạn cũng có thể là tùy chỉnh bằng cái nút nhấn ở đây để cho nó thay đổi được cái hệ thống led, và các bạn có thể là tùy chỉnh cho nó nháy theo cái phần nhạc gì đấy ha, thì nhìn nó rất là hay ho giữa hai cái phần này. Nếu mà các bạn nào mà đã có góc setup về LCD led đẹp rồi ha, gaming rồi, thì các bạn thêm hai cái phần này nữa để được nhiều thứ hơn và nhìn nó hay ho hơn rất là nhiều. Và đây các bạn, thì các bạn sẽ thấy cái phần setup đơn giản và làm việc dễ dàng nhất á, là các bạn sẽ có một cái phần laptop và một cái phần màn hình. Ở đây á là mình sử dụng cái phần màn hình 27 inch và một cái bàn phím và một con chuột. Các bạn thấy à, một cái bàn phím theo cái tiêu chuẩn là khoảng 8-7 phím là mình sử dụng thường xuyên nhất để làm việc ha. Và cái bàn phím này mình cũng sử dụng chính luôn. Và một cái con chuột thì các bạn sẽ thấy đây, khi mà mình đặt cái bàn ghê lên á thì nó cũng có một cái khoảng cực kỳ là rộng để mình ghê chuột. Rồi ở đây là một cái phần laptop và ở bển là mình có thể để cái phần iPad để mình xem giờ hay là mình giải trí gì đấy ha, hay là mình làm việc gì, với lại là cái phần iPad. Ở đây các bạn sẽ có một cái phần móc tai nghe để kết nối Bluetooth với lại là laptop hay là máy tính bảng để các bạn nghe. Các bạn có một cái phần để ly ha, thì hiện tại mình không có một cái phần để ly ở đây. Với cái góc làm việc đơn giản như vậy ha, thì khi mà các bạn ngồi á trên cái phần ghế văn phòng, các bạn ngồi thường thường á thì mình sẽ tùy chỉnh cái phần góc ngồi của mình á là ở mức khoảng 78 cho đến 79 gì đấy ha, thì mình sẽ ngồi mình làm việc theo cái góc này ha, thì mình sẽ ngồi mình làm việc như vậy. Thì đó, đơn giản đó các bạn thấy ha, thì đúng với lại cái góc của mình cần thiết để mình ngồi mình làm việc. Còn khi mà mình không muốn ngồi nữa, mình muốn chuyển qua đứng, thì mình chỉ cần bấm vào cái phím đứng như vậy thì các bạn thấy bàn nâng lên rất là dễ dàng ha. Thậm chí là mình ngồi lên đây nữa thì nó cũng còn có thể nâng được luôn ha. Khi mà nâng bàn đứng lên như vậy thì mình chỉ cần kéo cái ghế văn phòng qua một bên ha, và bắt đầu mình có thể là đứng làm việc được. Mình có thể là thao tác, mình xem ha, mình chỉnh sửa video hay là làm những cái công việc chính hàng ngày mình đang làm trên cái phần máy này ha, hay là ghép comment bình luận cho các bạn. Đó, đơn giản không? Một cái bàn có thể là nâng hạ khi mà làm việc thì nó sẽ giúp cho các bạn làm việc được hiệu quả hơn và làm được nhiều việc hơn trên cùng một chiếc bàn ha, chứ các bạn không cần phải là thay đổi giữa những cái bàn khác nhau. Ví dụ như các bạn có một cái bàn đứng và một cái bàn ngồi thì nó sẽ bị hơi bừa bộn, nó hơi khó khăn để các bạn di chuyển giữa những cái phần đồ làm việc khác nhau. Các bạn cứ dồn hết trên cái bàn ha. Muốn ngồi thì nhấn xuống ở trạng thái ngồi, và muốn đứng thì các bạn là bấm cho nó cao lên để các bạn đứng. Đơn giản và hiệu quả khi mà các bạn làm việc. Và đây các bạn, thì các bạn sẽ thấy ha, giữa cái khung bàn á thì các bạn sẽ thấy đây, nó sẽ có một cái phần thép với là dày ha, nối dài theo bắt từ cái trục bên đây sang cái trục bên đây. Ngoài ra thì họ còn gắn thêm cái phần pad này nữa. Các bạn sẽ thấy ha, mỗi bên thì nó sẽ có thêm một cái phần pad từ đây qua đây, và cái phần pad từ đây qua đây. Và cái phần ốc của cái phần bàn này á, khi mà các bạn gia cố á, thì cái ốc của nó thật sự là lớn và chắc chắn nha các bạn. Thì các bạn thấy đây, những cái phần điểm này á, thì họ làm cực kỳ là chắc chắn và cái độ tỉ mỉ nó cao. Nên khi mà các bạn lắp ráp á, thì các bạn để con ốc vô, các bạn dặn á, thì nó ăn luôn ha. Nó ăn luôn chứ nó không có bị gời gẹt ra. Và các bạn sẽ thấy ha, cái trục động cơ thì nó sẽ nằm ở đây, và cái trục mà để quay lên, quay xuống á, thì nó sẽ nằm ở hai bên này ha, hai bên này. Thì để mà cho cái trục nó quay được á, thì cái động cơ này nó sẽ nối một cái trục này, gọi là cái trục lục giác, thông qua cái phần ngàm ha, mình gọi là một cái phần ngàm để kết nối. Thì mình sẽ cho các bạn xem, mình đó, mình sẽ hạ xuống một tí cho các bạn xem ha. Đây, đây là cái phần ngàm kết nối làm bằng nhựa. Tuy nhiên thì cái phần nhựa này cực kỳ là dày dặn, và họ có gia cố thêm cái phần đồng ha, giữa những cái phần núm đồng ở đây để các bạn dặn nó được chắc chắn hơn. Và nó sẽ liên kết giữa 6 con ốc đây đến đây. Để khi mà các bạn bấm
cái bàn ha, lúc mà cho nó hạ lên hay là nâng lên hạ xuống đó, thì các bạn sẽ thấy nè, nó các bạn thấy không, những cái ốc đồng để nó không bị tuôn ren trong quá trình mà các bạn sử dụng. Cái điều này cho thấy á, thì họ rất chú trọng đến cái độ bền của sản phẩm và họ cũng cam kết bảo hành để cho các bạn sử dụng, nên các bạn cũng yên tâm khi mà dùng ha. Mặt bàn á, thì các bạn sẽ thấy ha, nó sẽ từ đây đến đây đó, thì nó sẽ có một cái phần ghép như vậy. Và để cho cái mặt bàn nó được chắc chắn hơn trong quá trình mà các bạn sử dụng á, thì mỗi bên ha, ở đây là chỉ là một mặt thôi, thì nó sẽ có một cái phần bát. Phần bát kim loại này sẽ được gia cố bởi hai con ốc để nối giữa hai cái mặt bàn với nhau, để khi mà các bạn sử dụng á, thì cái mặt bàn nó sẽ được liền lạc hơn trong quá trình mà các bạn xài, các bạn sẽ thấy nó đỡ gờ gạc hơn. Và khi mà kết hợp với lại là cái phần bát chuột nữa, và các bạn sẽ cảm thấy là các bạn sử dụng một cái mặt bàn một tấm chứ không phải là ghép nối từ hai tấm ha. Nếu mà các bạn không nói thì dường như là người ngoài họ nhìn vô thì họ chỉ thấy là một cái mặt bàn một tấm thôi. Và cái phần mặt sau khi mà các bạn đặt sát tường á, thì họ cũng đã thiết kế một cái phần vát vô đây. Và ở đây thì họ cũng để sẵn hai cái phần nhựa và kèm theo những cái phần ngăn, để khi mà các bạn để cái phần màn hình máy tính lên trên mặt bàn này thì các bạn có thể là dễ dàng đi dây từ ở đây xuống ha. Ở đây thì họ cũng đã có một cái phần lỗ rồi ha. Ở đây thì họ cũng đã có một cái phần lỗ cho các bạn rồi. Ở lỗ đây, ở đây một cái lỗ ha. Đây, các bạn thấy một cái phần lỗ ở đây để các bạn đi dây được ở đây. Và ở bên đây thì có một cái phần lỗ nữa để đi dây luôn ở đây. Tuy nhiên á, nếu mà các bạn để PC laptop á, thì các bạn sẽ dòng cái dây qua đây á, thì nó sẽ xấu không? Nhìn nó không liền lạc. Thì để mà liền lạc hơn khi mà các bạn đi dây á, thì đi dây ở đâu? Ở cái phần sau màn hình. Thì khi mà các bạn đặt cái phần màn hình lên á, thì nó đã giấu hết cái phần dây. Nhìn nó sẽ đẹp ha. Ở đây cái phần dây thì nó sẽ có những cái phần móc vô như vậy, nhìn nó rất là tiện. Cái điểm hay của cái bàn này là mình thấy cái người mình thiết kế cái bàn này á, thì chắc có lẽ là họ cũng làm việc và họ cảm nhận được những cái phiền toái trong việc sử dụng những cái bàn thông thường, nên họ thiết kế cái bàn nhìn rất là thông minh nha các bạn. Mặt bàn có độ dày là 1.5 cm và theo cái kiểu của nó là kiểu vân gỗ màu nâu, nhìn cũng rất là đẹp. Mình khá thích cái phần mặt bàn này. Mình có thể dùng nó để làm bàn làm việc hay là làm một cái bàn để mình quay mình chụp sản phẩm thì nhìn nó cũng rất là ok luôn, có thể là tăng giảm được chiều cao. Mà nếu mà làm một mình á, thì nếu mà có một cái bàn nâng hạ được chiều cao như vậy á, để quay chụp sản phẩm hay để làm việc á, thì thật sự nó rất là nhàn nha các bạn, nó cực kỳ là thoải mái. Điểm mà mình thích trên chiếc bàn này á, dù cái mức giá nó chỉ đó tầm khoảng lên quanh 3-4 triệu thôi, nhưng mà thật sự nó rất là chắc chắn nha các bạn. Ở cái trạng thái mà các bạn thấp nhất như vậy nè, thì thật sự mà các bạn ngồi mà các bạn lê như vậy hay là các bạn bấm máy tính thì các bạn làm dữ lắm luôn á, thì cái bàn nó mới có cái mức là nó lung lơ nhẹ thôi. Còn ở trạng thái mà nó cao nhất á, các bạn đứng các bạn làm việc á, thì các bạn dù lê như vậy này thì nó chỉ lung lơ hơi lay nhẹ thôi. Cái chân bàn á, nó rất là chắc chắn. Để làm được điều này á, thì cái phần chân bàn của họ họ đã thiết kế rất là dày. Và cái phần đây, ống thép thì các bạn thấy đây, cái tay của mình to như vậy nhưng mà mình để cho các bạn thấy cực kỳ là dày dặn, để giữ được cho cái phần mặt bàn nó chắc chắn nhất có thể khi mà các bạn làm việc. Thậm chí á, mình xem những cái đánh giá của những cái bạn mà đã trải nghiệm trước và trải nghiệm nhiều cái loại bàn nâng hạ khác nhau á, thì họ đánh giá về độ chắc chắn và độ hoàn thiện của cái mẫu bàn này nó sẽ không khác gì so với lại những cái mẫu bàn có giá khoảng 6-7 triệu trên thị trường nha. Nên các bạn yên tâm về cái độ chắc chắn và vững chãi của cái mặt bàn này. Khen nhiều thì bây giờ sẽ đến chê ha. Thì bàn á, nó sẽ có một cái motor nâng hạ và cái tải trọng của nó được ở mức á, là 80kg. Nên nếu mà bình thường các bạn sử dụng bàn để làm việc, để PC 10kg, màn hình 10kg đi, thì thậm chí mình hiện tại là đang 80kg nè. Mình test một lần nữa cho bạn xem ha. Thì các bạn sẽ thấy là bàn nâng hạ cực kỳ là mượt mà, không có vấn đề gì cả. Nếu mà thật sự cái nhu cầu các bạn có những cái thứ mà nó tầm khoảng cỡ hơn 100kg và để lên cái mặt bàn này, thì thật sự là cái bàn này nó sẽ không phù hợp. Nó chỉ tải trọng được ở mức 80kg thôi. Và cái phần bàn này á, thì nó sẽ có một cái động cơ. Và cái động cơ này nó có thể là di chuyển lên xuống được ở tốc độ là 2.2cm trên giây. Nếu mà so ra, so với những cái bàn nâng hạ có hai motor á, thì nó khoảng là 3m trên giây. Thì cái bàn này nó thua một chút đỉnh nha các bạn. Nhưng mà đối với mình á, thì khoảng 2.2m trên giây thì mình cũng đã khá là hài lòng rồi. Và cái việc mà nâng hạ lên xuống thì mình thấy nó cũng vét nó vừa phải chứ không có quá chậm nha các bạn. Đây các bạn thấy nó
thay đổi được cái góc làm việc rất là đã nha các bạn. Nó chỉ nâng hạ hơi chậm hơn so với lại những cái bàn mà có hai motor một tí thôi. Mình cảm giác nó không có ảnh hưởng nhiều ha. Thật sự ra với cái tầm giá khoảng 3 triệu hơn một tí ha, cho một cái bàn nâng hạ thì chỉ bao nhiêu thôi các bạn. Bàn có thiết kế đẹp ha, có đầy đủ những cái phụ kiện như các bạn chơi, chân bàn chắc chắn ha, phục vụ được cái nhu cầu công việc của bạn ha, các bạn làm việc được thay đổi giữa vị trí đứng và ngồi, nó sẽ cải thiện được cái vấn đề mà các bạn bị đau lưng hay là đau cổ ha. Vấn đề khó nói hơn nữa là có thể là về những cái bệnh mà ngồi làm việc lâu thì các bạn tìm hiểu thì các bạn cũng sẽ biết. Và cái bàn nó đủ rộng và đủ vững chãi để các bạn bài biện lên đây là một cái màn hình này ha, một cái con laptop hay là một cái thùng PC để các bạn làm việc một cách thoải mái ha. Nếu mà các bạn có nhiều tiền hơn thì có thể là mua thêm ghế không phải học. Nếu mà mình có đủ tiền để mua cho một thứ thôi thì mình quyết định là lựa chọn cái bàn nâng hạ này theo cái chi tiêu của mình nhiều hơn. Ghế thì mình có thể là ghế văn phòng mình ngồi được rồi ha, thay đổi chiều cao thì đứng ngồi làm việc, còn cái ghế mà công học thì nó chỉ giúp các bạn ngồi làm việc thôi chứ đâu có giúp các bạn cho cái bàn nó cao lên để các bạn làm việc được đâu, đúng không? Về link để tham khảo và đặt mua cái bàn iCockpit 1460 thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn có thể là bấm vào tham khảo và mua. Nếu mà các bạn cảm thấy video hay á thì nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.